Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 13 tháng 2 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh khống chế thời tiết các tỉnh miền Bắc vài ngày qua đang trong quá trình di chuyển sang phía đông và suy yếu biến tính bởi hoạt động của đới gió đông nam đem ẩm từ biển vào đất liền. Đồng thời, dòng xiết gió tây trên cao duy trì và hai hình thế này đã gây ra mưa nhỏ, mưa phùn lẫn sương mù cho khu vực phía đông bắc bộ hai ngày qua tới cả ngày hôm nay. Mưa và sương mù cũng đã mang đến chút bất lợi cho các chuyến du xuân đầu năm mới của người dân khi mà gây trơn trượt cho các phương tiện khi tham gia giao thông, đặc biệt là khu vực vùng núi và ven biển. Trong khi đó, thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ vẫn tốt hơn khi hôm nay chỉ phổ biến có mưa nhỏ vài nơi. Ban ngày vẫn có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ban trưa nhiều nơi khu vực Tây Bắc vẫn trên 27 độ. Theo dự báo, trong 2 ngày tới, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái thời tiết là nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc thì ít mưa hơn, chỉ xảy ra mưa ở một vài nơi. Nhiệt độ thời điểm này vẫn phổ biến trong khoảng là 18 cho đến 21 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Đến trưa chiều, thời tiết toàn miền sẽ chuyển biến tốt hơn khi mà tại Đông Bắc Bộ, mây giảm, trời có thể hửng nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động ở khoảng 23 đến 27 độ. Ở khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nhiều hơn và rải đều khắp các tỉnh thành, cùng nền nhiệt ở ngưỡng là 24 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc có thể chạm tới ngưỡng là 30 độ. Tuy nhiên, từ khoảng đêm ngày 16 tháng 2, khi rãnh gió Tây di chuyển sang gây hội tụ gió, thì mưa sẽ quay trở lại diện rộng, không chỉ xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ mà cả ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Khu vực Bắc Trung Bộ trong những ngày tới trời khá nhiều mây, tuy mưa chỉ xảy ra ở vài nơi vào đêm và sáng sớm, nhưng sương mù nhẹ xuất hiện nhiều nên khoảng thời gian này tầm nhìn xa cũng bị giảm đáng kể, gây ảnh hưởng tới quá trình lưu thông. Còn trưa chiều, trời giảm mây, chuyển nắng nhẹ, với nhiệt độ cao nhất ban trưa dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Vào đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, trong 3 ngày tới, thời tiết tốt vẫn duy trì và ít có thay đổi, phổ biến chỉ xuất hiện mưa rào ở vài nơi vào đêm và sáng. Ban ngày, trời có nắng nhiều với cường độ mạnh hơn ở khu vực Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ theo đó cũng có phần cao hơn, dao động từ khoảng 25 đến 28 độ tại Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ là 28 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong giai đoạn mùa khô, vì thế thời tiết trong 3 ngày tới nhìn chung vẫn ít mưa và chiều tối và đêm chỉ có mưa rào cục bộ ở một vài nơi. Còn ban ngày vẫn là trạng thái nắng mạnh. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất ở mức là 28 đến 31 độ, trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn từ 31 đến 34 độ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 đến 36 độ. Cùng với đó, độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ dưới 50%, vì vậy người dân tại đây cần lưu ý tránh để xảy ra hỏa hoạn, nhất là tại các khu vực đông dân cư. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, trong 3 ngày tới, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Khoảng từ ngày 16 thì sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 24 cho đến 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong 3 ngày tới có mưa vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng. Khoảng từ đêm ngày 16 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Đêm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất ngày ổn định từ 23 đến 27 độ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới, đêm và sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 24 cho đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, trong 3 ngày tới, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 28 cho đến 32 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, trạng thái thời tiết chủ đạo trong 3 ngày tới là đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ ổn định trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, 3 ngày tới phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, riêng ở miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 36 độ. Trở ra thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng. Khoảng từ đêm ngày 16 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Đêm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất ngày ổn định từ 23 đến 27 độ. Trên biển, tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, trong vòng 3 ngày tới đều phổ biến không mưa, thịnh hành gió Đông Bắc với cường độ trung bình ở mức là cấp 4, cấp 5.
Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, trong 3 ngày tới có mưa vài nơi, gió thịnh hành Đông Bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6 gây biển động, sóng biển dao động từ 1 đến 2 mét. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!